cái công tắc này kiểu lâu nó bị han đấy, nên là nó cũng hơi kém đấy. Đây Sectoman 133 nhé. Cái công tắc này tí nữa em cho ấy vào là ok này, RP7 hay là cho gì vào đấy là ok. Ui, máy và chứ làm gì cả, chỉ làm vớ vẩn thôi. Đầy đủ nhá, chưa thấy con nào mà nó lại như này, tỏ vỏ làm xong rồi ấy, xong là ok luôn.